sinh thì chúng ta nên uống nước gì để nhờ sữa và đẹp da mà không tăng cân? Cân nặng sau sinh luôn là một cái vấn đề mà nhiều người mẹ lo lắng. Thế nhưng mà tuy nhiên bản thân không muốn tăng cân nhưng lại sợ cơ thể thiếu chất mà không có sữa cho con bú nên không dám kiêng khem gì cả. Vậy thì phụ nữ sau sinh nên uống nước gì để nhiều sữa mà không tăng cân? Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ đến các bạn. Nước lọc. Nước lọc đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đối với cuộc sống của con người. Nó giúp duy trì sự sống và hoạt động hiệu quả của các cơ quan bên trong. Đặc biệt là đối với phụ nữ sau sinh, nước lọc còn là một thành phần giúp cơ quan thành phần quan trọng giúp cơ thể của mẹ tạo ra sữa này. Và nước lọc ấm còn có tác dụng kích thích cái khả năng là tiết sữa. Đồng thời nếu mà chúng ta uống nhiều nước lọc là một trong các biện pháp giảm cân sau sinh an toàn và hiệu quả. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, mỗi ngày mẹ nên uống từ 6 cho đến 8 cốc nước mỗi ngày, tương đương với khoảng 2 lít nước và phân bố đều đặn trong ngày theo các khung giờ sau. Buổi sáng thức giấc, uống một cốc nước to giúp làm sạch dạ dày này. Khoảng từ 9 đến 10 giờ sáng giúp giảm bớt căng thẳng, xua tan mệt mỏi và mẹ cảm thấy mệt mỏi. Và sau mỗi lần đi vệ sinh, uống nước sau đi vệ sinh thì sẽ giúp bổ sung lượng nước và mất đi trong cơ thể. Và uống trước hoặc là sau khi ăn khoảng 30 phút, uống nước vào cái thời điểm này thì giúp hỗ trợ cho da dày của chúng ta là tiêu hóa thức ăn tốt hơn. Hay là uống sữa nóng. Sữa là một loại thức uống chứa nhiều chất dinh dưỡng protein này, chất béo này, vitamin, sắt và canxi, tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là phụ nữ sau sinh, nên là nếu muốn có nhiều sữa cho con bú thì hãy uống sữa nóng là một cách rất là hiệu quả. Và mẹ sau khi uống mỗi sau sinh ấy, thì chúng ta nên uống từ 1 cho đến 2 ly sữa nóng thì sẽ giúp ra tiết sữa nhiều hơn. Đặc biệt là uống 1 ly sữa nóng trước khi cho con bú khoảng 15 phút thì sẽ giúp sữa về nhanh hơn để cho bé bú. Một số loại sữa mà các mẹ sau sinh có thể uống như là sữa tươi tiệt trùng này, sữa chua này, sữa đậu nành này, sữa bò này, sữa dê, sữa gạo lứt và đều giúp loại sữa rất là tốt. Hay chúng ta có thể sử dụng đó là nước ép trái cây. Hoa quả tươi là một trong những loại thực phẩm tốt cho sức khỏe con người. Trong hoa quả có chứa hàm lượng cao vitamin, khoáng chất và các chất chống oxy hóa giúp cho cơ thể mẹ sau sinh phục hồi rất là nhanh chóng và gia tăng cái việc là sản xuất sữa. Đồng thời cái việc ăn uống cái loại là nước ép trái cây còn giúp mẹ giảm cân sau sinh rất là nhanh chóng và an toàn. Nước ép từ rau củ quả. Bên cạnh các loại trái cây thì rau củ quả có chứa nhiều các loại vitamin, khoáng chất rất là tốt cho sức khỏe của mẹ sau sinh. Đặc biệt là những loại thức uống lợi sữa rất là an toàn. Và một số loại rau củ mẹ có thể dùng để làm các thành phần nước ép như là rau ngót này, rau má này, rau thì là, cà chua và cà rốt. Và các loại hạt như là hạt mè đen này, hạt gạo lứt này, hạt đậu đỏ này, hạt đậu đen này, hạt đậu nành hay là hạt sen. Hay chúng ta có thể dùng đó là nước thảo dược. Theo đông y thì một số loại lá thảo dược như là lá cây đinh lăng, lá mít, bồ công anh là những loại lá cây có lành tính này, vừa có tác dụng giúp cơ thể thanh lọc, giải nhiệt và giúp lợi sữa cho mẹ sau sinh. Hay chúng ta có thể sử dụng nước lá đinh lăng. Ở trong đông y thì cái lá đinh lăng ấy có tính lành và có tác dụng giúp thanh lọc cơ thể, giải nhiệt và giúp lợi sữa cho phụ nữ sau sinh. Các mẹ dùng lá đinh lăng tươi rửa sạch cho nó sau đó là chúng ta cho vào nồi đổ ngập nước rồi đun sôi và lọc lấy cái phần nước uống. Hay là lá bồ công anh. Trong lá bồ công anh có chứa nhiều các chất dưỡng, các cái chất cần thiết như là protein này, sắt này, canxi này, vitamin A, B và C. Các mẹ dùng các lá bồ công anh nấu lấy nước uống sẽ giúp trở nên là đặc hơn và thơm hơn. Và các cái chất dinh dưỡng có trong cái lá cây bồ công anh ấy thì cũng giúp bé tăng cân tốt hơn. Đặc biệt là lá bồ công anh có tác dụng trị tắc tia sữa sau sinh rất là hiệu quả. Hay chúng ta có thể sử dụng lá mít. Các mẹ lấy lá mít tươi đem về rửa sạch rồi nấu lấy nước uống liên tục từ 7 cho đến 10 ngày thì thấy sữa tiết ra nhiều hơn và sẽ chất lượng hơn. Trên đây là những cái chia sẻ của mình về cái việc là sau sinh thì các mẹ nên uống nước gì.
Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình thì sẽ giúp các mẹ có những cái kiến thức bổ ích để mang đến một sức khỏe tốt cho cả mẹ và